vị và các bạn, hai ngày hôm nay, những cơn mưa rào và dông đã xuất hiện tại hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Thậm chí có những nơi xảy ra mưa với lượng khá lớn, lên đến mức là trên 80mm. Cá biệt vào chiều tối qua ngày 21 tháng 3, tại địa bàn vùng cao huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên thì đã xuất hiện mưa lớn, kèm theo đó là mưa đá. Người dân địa phương cho biết là đã nhiều năm trở lại đây thì họ mới được chứng kiến mưa đá. Trận mưa kéo dài khoảng 15 phút để lại những viên đá có kích thước to như là quả chanh, quả mận trên mái nhà, ven các tuyến đường giao thông. Với thời gian diễn ra dài và mật độ, kích thước của những hạt mưa đá lớn như vậy thì thiệt hại về trồng trọt nông nghiệp của bà con nhân dân trên địa bàn là khó tránh khỏi. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn thì nguyên nhân khiến cho mưa dông mạnh xuất hiện ở nhiều nơi đó là do sự tranh chấp giữa vùng áp thấp nóng khu vực phía Tây Bắc với khối không khí lạnh từ phía Đông lấn sang. Trong đêm nay thì khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực Tây Bắc Bộ. Vùng mưa thì có khả năng là còn kéo sang cả Hà Giang và Tuyên Quang. Trong khi đó thì tại các khu vực khác của phía Đông Bắc Bộ thì trời cũng sẽ chuyển mưa nhỏ và cảm giác thì vẫn rét với mức nhiệt chỉ khoảng là từ 13 cho tới 16 độ. Sang ngày mai thì mưa sẽ giảm hơn và nhiệt độ thì có xu hướng là tăng nhẹ lên khoảng thêm 1 cho tới 2 độ. Phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ dao động ở trong khoảng là từ 17 cho tới ngưỡng là 19 độ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt là từ 18 cho tới 21 độ. Riêng một số khu vực vùng núi cao thì trời vẫn còn rét đậm, rét hại với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là từ 13 cho tới 15 độ. Không khí lạnh thì vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng khá sâu xuống phía Nam, nên là trong đêm nay và ngày mai thì nó sẽ gây mưa trên diện rộng cho các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Còn tại Bắc Trung Bộ thì mưa lại có xu hướng là giảm dần do không khí lạnh di chuyển ra phía Đông sẽ làm cho gió ở khu vực này chuyển dần sang hướng là gió Đông Nam. Nhiệt độ trên toàn khu vực từ Bắc tới Trung Trung Bộ vào ngày mai thì sẽ không tăng nhiều, trời vẫn còn rét ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ đêm nay ở khu vực này chỉ ở mức là từ 15 cho tới 17 độ, còn trưa mai thì sẽ ở mức là từ 18 cho tới 21 độ. Trong khi đó thì khu vực Nam Trung Bộ lại đón ngày Chủ nhật cuối tuần với thời tiết khá mát mẻ. Nguyên nhân là do không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao gây mưa cho khu vực các tỉnh ven biển, khiến nhiệt độ trưa mai tại khu vực này giảm xuống và hầu hết thì đều ở mức là dưới 30 độ. Sau 2 ngày nền nhiệt dịu đi đôi chút thì hôm nay nhiệt độ ở Nam Bộ lại có xu hướng là tăng dần trở lại. Do vẫn đang nằm trong khối không khí ổn định nên là ngày mai thì trời vẫn ít mây, ban ngày thì có nắng từ sớm, dẫn tới việc là không khí bị hun nóng khiến cho nhiệt độ tăng nhanh và tới trưa mai ở các tỉnh miền Đông thì có thể sẽ xuất hiện nắng nóng trở lại với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ 34 cho tới ngưỡng là 36 độ. Còn tại Tây Nguyên thì thời tiết khá là ổn định, do có địa hình cao nên là trời dịu mát hơn so với khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên vào ngày mai sẽ không vượt quá mức là 33 độ. Tuy nhiên vào buổi trưa thì độ ẩm trong không khí đều khá thấp, hầu hết đều ở mức đó là dưới 50%. Tình trạng khô nóng thì vẫn kéo dài nên là nguy cơ cháy nổ vẫn đang thường trực. Vì thế mà người dân cần phải tiếp tục chủ động trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay thì do vẫn chịu sự chi phối của không khí lạnh nên là gió trên vùng biển phía bắc của Biển Đông hoạt động với cường độ ở mức là cấp 6, giật cấp 7. Sang ngày mai thì gió sẽ giảm xuống ở mức là cấp 5, có lúc là cấp 6 và biển động. Tàu thuyền không nên ra khơi trên vùng biển này. Còn tại khu vực giữa và nam của Biển Đông thì còn mạnh trong đêm nay. Ngày mai thì gió sẽ giảm dần xuống mức là cấp 5, tình trạng biển thì sẽ dần ổn định. Khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14 sẽ là những thông tin chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có buổi tối ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thank you.